tự ý thức, là tại vì có bình xét thi đua hàng năm, ví dụ như gia đình văn hóa chẳng hạn, khu phố văn hóa, khu phố tiên tiến, thì trên cái cơ sở đó để mình làm cái tiền đề cho cái việc mà phát triển cái văn minh đô thị, thì nói chung là người dân tự nhắc nhở nhau và cũng là để mà phát huy cái tinh thần tự giác. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số cái bộ phận mà người dân là chưa có nêu cao được, bởi vì là người ta cũng còn hạn chế về cái mặt mà nhận thức đó. Nhưng nói chung là cái hiệu quả của công việc mà bên phường thực hiện triển khai trong cái tháng vừa rồi ấy, thì nói chung là cũng tương đối, nhưng mà cũng phải có một cái thời gian rất là lâu dài thì người dân mới nhận thức được cái điều đó nó sâu rộng hơn. Nếp sống văn minh đô thị không chỉ tác động đến hình thức bên ngoài của thành phố, mà quan trọng hơn, nếp sống văn minh đô thị còn tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho cư dân đô thị, làm cơ sở cho thành phố phát triển bền vững và mạnh mẽ. Để xây dựng thành công một nếp sống văn minh đô thị phải do chính ý thức của người dân, như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, không xả rác bừa bãi, không ăn mặc phản cảm, xốc xếch khi đi ra đường, không đùa giỡn vô ý thức nơi công cộng. Bởi lẽ, văn minh đô thị là một vấn đề có nội hàm rất lớn. Đó không chỉ đơn thuần là sự sạch sẽ, gọn gàng bên ngoài, mà còn là hàm chứa chất lượng văn hóa trong lối sống, lối suy nghĩ và hành động, trong việc xử lý các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, với môi trường sống. Vì vậy, chung tay xây dựng, chăm lo và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị chính là tạo chuyển biến tích cực cho chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, của thành phố và của cả đất nước. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Xin vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 0891025550, 0979091909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Quý vị khán giả, theo khảo sát của chúng tôi trên các đối tượng là các bà mẹ có con từ 1 tới 6 tuổi, thì điều khiến cho họ lo lắng nhiều nhất đó là con thường hay bị mắc bệnh mỗi khi đi học. Và trong đó, dịch bệnh tay chân miệng là một trong số những dịch bệnh nguy hiểm khiến cho các bà mẹ phải lo lắng nhiều nhất. Vậy làm sao để có thể bảo vệ và tăng cường khả năng tự bảo vệ của con mình trước dịch bệnh này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Trương Hữu Khanh. Chào Thanh Vân. Thưa bác sĩ, dịch bệnh tay chân miệng là một dịch bệnh rất nguy hiểm. Bác sĩ có thể cho khán giả của chương trình được biết nguyên nhân nào dẫn đến bệnh này được không ạ? Bệnh tay chân miệng là do siêu vi trùng gây ra. Do là em bé nó hít phải những cái không khí á, hoặc là nó ăn phải đồ ăn trong cái đó có chứa chất hắt hơi, ho sổ mũi của người bệnh á, thì siêu vi trùng mới tấn công vào cơ thể em bé. Thì thông thường cái bệnh này nó sẽ kéo dài khoảng 7 ngày thôi, đa số nó sẽ hết thôi. Tuy nhiên có một số em bé nó có thể có những cái biến chứng về thần kinh. Khi nó biến chứng như vậy á, thì nó có thể làm cho em bé biến chứng thần kinh, nó có thể gây tử vong. Và cái biến chứng này có thể xảy ra trong vòng từ 2 tới 7 ngày. Vậy những dấu hiệu nào để cho các bậc phụ huynh biết là con mình đang bị mắc bệnh này ạ? Khi mà siêu vi trùng nó tấn công vào cơ thể em bé đó thì khoảng 7 ngày sau nó sẽ phát bệnh ra. Thì em bé nó có thể có sốt, sốt nhẹ, sốt cao, hoặc là có thể có hắt hơi, sổ mũi, tiêu lỏng. Nhưng mà cái đặc biệt là nó sẽ bị đau họng, nó đau, nó quấy khóc, nó bỏ bú. Và cái đặc biệt nữa đó là nó sẽ xuất hiện những cái bóng nước nó xuất hiện trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, vùng gối và trong miệng. Thì cái triệu chứng đó nếu mà nó bình thường sẽ hết thôi, nhưng mà sau đó thì nó có thể nặng hơn bằng cách nó biểu hiện là những cái quấy khóc, giật mình chới với khi ngủ, và nặng hơn nó sẽ co giật, da nó nổi bông và nó khó thở. Vậy khi trẻ đã bị nhiễm dịch bệnh tay chân miệng thì chúng ta phải làm sao ạ? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện cho sớm cái bệnh này. Nghĩa là khi chúng ta thấy triệu chứng nghi ngờ đó là có nổi bóng nước, em bé quấy khóc, lỡ miệng, thì chúng ta phải nghĩ ngay là có thể bị tay chân miệng. Chúng ta mang em bé đến khám bác sĩ chuyên khoa. Và nếu biết là tay chân miệng rồi thì quan trọng nữa là chúng ta phải theo dõi làm sao mà phát hiện sớm những triệu chứng nặng. Nếu thấy em bé nó khó ngủ, nó gây nhiều, nó giật mình khi ngủ, hoặc là nó bứt rứt, nó thở mệt, nó co giật, hôn mê đó, thì chắc chắn là em bé nặng rồi. Lúc đó chúng ta phải mang em bé đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.
Vâng, vậy bác sĩ có thể tư vấn cho các bậc phụ huynh được biết làm sao để có thể phòng tránh được dịch bệnh này được không ạ? Cái phòng tránh quan trọng nhất bệnh này đó thì là chúng ta phải vệ sinh cơ thể, vệ sinh ăn uống. Thì lúc đó phải ăn sạch, uống sạch, đồ chơi cũng phải sạch. Và đặc biệt cái quan trọng nữa là chúng ta phải rửa tay, cho bé rửa tay trước khi ăn và sau khi đi tiêu. Người lớn cũng phải rửa tay trước khi chăm sóc em bé này và chăm sóc em bé khác. Và chúng ta có thể tăng cường thêm sức đề kháng cho em bé bằng cách là cho nó uống thêm nhiều vitamin C, vitamin BB. Thì lúc đó sức đề kháng tốt hơn, sẽ khó mắc bệnh hơn. Vâng, cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ rất nhiều ạ. Thưa quý vị, qua phần tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh, hy vọng rằng quý vị đã biết thêm được nhiều thông tin bổ ích về dịch bệnh tay chân miệng để có thể phòng chống và điều trị đúng cách nếu như chẳng may con mình có mắc phải. Xin cảm ơn nhãn hàng Silin của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mẹ nhìn con lớn nhanh chưa? Lisivit giúp trẻ ăn ngon, lớn nhanh và khỏe mạnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mơ được bước trên con đường đi xa mãi tới nơi chân trời xanh như ước mơ. Nhìn mắt em thơ cười, mơ được cất tiếng nói yêu thương. Con mời quý vị đón xem lúc 7 giờ tối trên HTV7 thứ sáu hàng tuần, câu chuyện ước mơ. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ nụ cười tuổi thơ, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những cô gái siêu nhân, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Tình yêu pha lê tập 18, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 16, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình rạng sáng ngày 3 tháng 4 gồm có 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Giám đốc và 18 cô thư ký tập 28, 1 giờ 20 phút cuộc sống quanh ta điểm nhấn trong gian phòng ngủ, 1 giờ 35 phút thế giới đó đây những phong cảnh của thế giới, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Duyên phận tập 2, 3 giờ 30 phút chuyện bốn mùa tình người thời kẹt xe. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình.